Cô là điều dưỡng mới phải không? Dạ đúng ạ. Tại sao mặc áo màu hồng? Đi về thay đồ đi, rồi tới làm. Cô làm cái gì vậy? Cô muốn chọc cho ông chủ tức chết đó hả? Cô có âm mưu gì mà làm như vậy? Cô lấy tư cách gì để đối xử với con như vậy, trong khi cả con và cô đều là phận làm thuê như nhau? Hay là cô thấy ông chủ dành tình cảm đặc biệt cho cô, hứa cho cô cái này cái nọ, nên là cô nghĩ mình là bà chủ? Cô nói sằng cái gì vậy? Chính vì chiều ý ông chủ một cách mù quáng của cô, mới gọi là sằng bậy, mới là liều thuốc độc dành cho ông chủ. Cô nợ con hai cái tát rồi đó. Đừng nợ thêm nữa, mất công cô lại đòi thêm.